Hồ Ngọc Hà chốt kèo xuống quán uống sinh tố. Chị và anh Kim sẽ đi xuống dưới sinh tố của em ngồi và giao lưu cùng mọi người. Dương Lâm chơi lớn đòi thuê cả phiên dịch viên để nói chuyện với Kim Lý. Chị phải để anh Kim Lý ở lại chơi với em một đêm. Nói tiếng Anh được không? Em bút thông dịch viên. Được của nó đấy. Ít khi khán giả thấy Hồ Ngọc Hà cùng đồng nghiệp PK trên top top như thế. Chính vì thế mà náo loạn của nữ ca sĩ cùng Dương Lâm khiến dân tình không khỏi thích thú. Cả hai đấu với nhau, nếu Lê Dương bảo Lâm thua thì sẽ có 7 buổi livestream sản phẩm và tham gia sự kiện của Hồ Ngọc Hà. Nếu ông xã Quỳnh Quỳnh thắng thì mẹ ba con sẽ xuống Đồng Nai uống sinh tố, giao lưu, tặng quà. Dương Lâm còn ra thêm một điều kiện cho Kim Lý ở lại chơi với mình một đêm. Hồ Ngọc Hà nghe kèo để ông xã ở lại chơi với Diệu Lâm liền ngỡ ngàng. Cô hỏi lại đồng nghiệp anh em chơi gì qua đêm. Nữ ca sĩ hỏi Dương Lâm nói tiếng Anh được không. Về phía ông xã Quỳnh Quỳnh cho biết sẽ book phiên dịch viên. Sau đó, Hồ Ngọc Hà cũng gật gù đồng ý, cô nhấn mạnh chắc là một tiếng, em cũng thả ảnh về rồi. Có nhiều người nổi tiếng như Phạm Thoại, Tina, Thảo Thi, Châu Đăng Khoa cũng vào để cứu Hồ Ngọc Hà nhưng kết quả cô vẫn không thể thắng được Lê Dương Bảo Lâm. Nam nghệ sĩ chia sẻ, mình đã bán 2 xào đất để PK với Hồ Ngọc Hà. Nhiều người cũng dành lời khen ngợi cho sự dễ thương của mẹ ba con. Không ngờ cô lại chốt kèo nhanh và không cần phải xem xét lại. Chị cũng chỉ xuống ngồi uống sinh tố, chấm điểm xem sinh tố ngon hay không, giao lưu với khán giả bình thường, ok? Ok. Trước giờ, Hồ Ngọc Hà chỉ thường đi diễn ở các sự kiện lớn và lần này đến quán sinh tố 30K để giao lưu có lẽ là điều đặc biệt. Khán giả cũng đã quen với hình ảnh nữ ca sĩ lộng lẫy tại các thảm đỏ, show lớn nên ai nấy cũng mong chờ ngày 7 tháng 4. Lê Dương Bảo Lâm không khỏi vui mừng khi Hồ Ngọc Hà đồng ý về quán. Anh và vợ còn dự tính chuẩn bị đồ bán từ tháng 3 để tháng 4 Hồ Ngọc Hà sẽ đến quán của mình, lượng khách sẽ rất đông. Hồ Ngọc Hà Dương Lâm còn gài kèo được nên nhiều người hy vọng anh sẽ mời thêm được Mỹ Tâm về khu du lịch của mình. Nữ ca sĩ khi livestream với Dương Lâm lúc nào cũng cười ngả nghiêng vì tính cách của đàn em. Nam nghệ sĩ thì hay gọi cô là chị xui. Em có là người theo chị nhìn ngay cửa nó tối nào chị cũng chui chị lau nhà trong đó. Trời ơi, chị có đi hát hòi đâu chị ơi. Chị bị đặt chị coi lịch nữa. Dù đồng ý xuống quán Lê Dương Bảo Lâm nhưng Hồ Ngọc Hà lại không đồng ý tham gia show thực tế. Anh đã nài nỉ rất nhiều nhưng đàn chị vẫn một mực từ chối. Đây chẳng phải lần đầu Lê Dương Bảo Lâm mời các nghệ sĩ xuống quán của mình giao lưu. Hà Nhi, Anh Tú, Lâm Vĩ Dạ, Quỳnh Lập, Song Luân đều đã từng xuống khu sinh tố. Sau một lần vỡ trận thì từ đó đến nay, an ninh tại quán khi các nghệ sĩ xuất hiện đều được vợ chồng Dương Lâm đảm bảo rất tốt. Nhiều người cũng thắc mắc mời như vậy thì anh có trả cát-xê cho đồng nghiệp hay không. Tuy nhiên, cũng có cộng đồng mạng lại cho rằng các sao Việt quý Dương Lâm nên đến quán giao lưu và không có tiền bạc gì cả. Còn bạn thấy sao về việc Hồ Ngọc Hà chốt kèo đến quán Dương Lâm? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!